Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là thứ hai, ngày 3 tháng 6, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Loan cùng với anh Hải và bé Ken thì cũng có một chuyến đi về núi Sam Châu Đốc để diễn cùng với các anh chị nghệ sĩ nha cô chú. Thì vào lúc là 7 giờ tối đêm nay nha cô chú anh chị. Đó thì quay trở lại cái câu chuyện drama của chị Hồng Loan á cô chú. Thì cách đây vài giờ đồng hồ em cũng rất là bức xúc về cái anh đạo diễn hết thời này nha cô chú. Đó nghĩ sao bây giờ cô chú anh chị là anh cứ lên những cái video rồi những cái live stream anh chửi chị Loan và chị Ni thậm tợ luôn á cô chú. Thì cái nội dung cái video cách đây vài giờ đồng hồ cô chú anh chị là tiếp tục anh lên anh lại nhục mạ chị Loan. Anh nói rằng á là chị Loan là một đứa con nuôi không rõ nguồn gốc, rồi một đứa vô ơn, rồi nghĩ sao mà đi cúng ba mình lại lấy cái gói mì tôm chớ ra cái tô rồi bỏ lên ở trên cái bàn thờ của ba mình để cúng nha cô chú, rồi nói chị Loan là làm như vậy là thiếu tôn trọng ba mình nha cô chú anh chị. Đó rồi nói chị Loan rằng là sau khi cúng ăn rồi bắt đầu ngồi ở trước bàn thờ của ba mình bắt đầu múc ra chén rồi mời ba ăn ở trong cái suy nghĩ là giả tạo của chú anh chị đó, rồi nói chị Loan là vừa ăn vừa khóc nói nhớ ba là xạo, rất là bức xúc về cái anh đạo diễn hết thời này nha cô chú. Đó như cô chú anh chị cũng được biết là cái anh đạo diễn hết thời này là anh cứ liên tục là anh kêu chị Loan vô ơn, mà không biết chị Loan vô ơn cái chỗ nào cô chú. Nếu em nhớ không lầm cô chú anh chị thì cái anh đạo diễn hết thời này cũng được chị Loan là tặng một cái phần quà cô chú. Đó nghĩ sao mình nhận quà của người ta mà bây giờ mình quay ngược lại mình chửi người ta là vô ơn, không biết ai vô ơn ai cô chú, mà tại sao lại cái anh này anh lại lên tiếng anh xúc phạm đến chị Ni và chị Loan rất là nhiều luôn. Ủa chị Ni và chị Loan đâu có đá động gì đến cái anh đạo diễn hết thời đây đâu cô chú. Rồi anh nói rằng á là chị Ni là bị truy tìm đuổi tặng đến nỗi mà phải về lại bên Úc nha cô chú. Ủa thì gia đình của chị Ni là ở bên Úc mà lâu lâu thì chị Ni về bên Úc thăm gia đình thăm con cái, có nó mắc mớ gì đến cái anh đạo diễn hết thời này đâu cô chú. Mà anh nói rằng là ở Sài Gòn, ở Việt Nam của mình là hiện tại bây giờ là truy tìm chị Ni, rất là bức xúc cô chú. Rồi nói rằng là vài ngày sắp tới đây là sẽ có người về Việt Nam là sẽ tìm chị Ni, nói là báo chính quyền cô chú, báo chính quyền nói rằng là chị Ni là người lấy cái sắt đồ này kia. Ủa cái chuyện đó đâu phải là cái chuyện của cái anh đạo diễn hết thời này đâu cô chú. Chẳng qua là anh đạo diễn hết thời này thì đến thời điểm hiện tại bây giờ cô chú là cũng chỉ là làm YouTube cũng như mấy anh em của tụi em thôi cô chú anh chị, chứ cũng đâu có làm cái nhiệm vụ gì to tát ở trong cái ngành gì này ngành kia đâu cô chú, mà đi tìm kiếm lụm lặt những cái thông tin không đúng sự thật rồi lên dìm chị Loan và chị Ni cắt kiểu luôn. Đến nỗi mà cái video của cái anh đạo diễn này cô chú thì em có xem qua em rất là bức xúc luôn. Cái anh này nói rằng cô chú anh chị là cái chị Đại Mãi Lai là cái chị đại gia dớm nói có 8.000 tỷ, mà tại sao không đi mua nói một cái căn nhà ở Sài Gòn đó ở rồi mở cái công ty ma công ty áo đồ này kia cắt kiểu luôn cô chú anh chị. Ủa cái chuyện đó là chị Ni có tiền, chị Ni muốn làm gì chị Ni làm đúng không cô chú anh chị. Chị Ni đi chỗ này chỗ kia rất là nhiều, chứ đâu có mắc mớ gì đến cái anh đạo diễn hết thời này đâu. Mà cái anh đạo diễn hết thời này là liên tục là lên nói xấu rất là nhiều luôn. Đến nỗi mà chị Loan á ngồi ăn mì gói, mà cái anh đạo diễn hết thời này cũng bắt chước cái anh Thám Tử Lùng là chụp cái tấm hình đó rồi bắt đầu là ngồi phân tích để kim like kim view đồ này kia các kiểu nha cô chú. Đó chửi chị Loan là người vô ơn đồ này kia, đó đuổi gia đình của ruột thịt ra khỏi nhà. Nghĩ sao cô chú anh chị, cái hồi đầu tiên á là
cái nhóm đó nó đến với chị Loan á, là nó nói cái này nói cái kia ngon lắm cô chú. Mà sau khi á, chị Loan không có đá động gì đến, cái bắt đầu nó kiếm chuyện cô chú anh chị. Đó, nó kiếm chuyện, nó quay qua, hiện tại bây giờ là quay xe hết rồi, là ở bên phía của cô cháu gái khác họ, bắt đầu là công kích chị Hồng Loan đồ này kia các kiểu luôn cô chú. Em xem cái video đó em rất là bức xúc về cái anh đạo diễn đó hết thời này nha cô chú anh chị. Thì cái video đó là hiện tại bây giờ cô chú, là cái anh đạo diễn hết thời này anh cũng đang là ở trên Bình Phước nha cô chú. Đó, bờ trên Bình Phước rồi làm video rồi chửi bả rồi này kia, rồi nói sắp tới đây chị Ni sẽ gặp chuyện, sẽ bị cái người nào đó là sẽ về Việt Nam rồi tố cáo chị Ni. Ủa chị Ni làm gì đâu tố cáo cô chú? Cái ông này ông làm YouTube không mà ông cũng rảnh thiệt. Rồi ông nói rằng là ở trước nhà Hồng Loan hiện tại bây giờ là hết YouTube rồi, còn 1, 2, 3 cái mỏ hổn, mà là 2, 3 cái mỏ hổn đó là được cái chị Đại dạy. Ủa tụi em làm gì đâu hổn cô chú anh chị? Thì bây giờ hai bên đối lập nhau mà, chẳng lẽ đỡ anh đạo diễn này anh lên anh chửi chị Loan và chị Ni, rồi tụi em thì đứng trước nhà chị Loan quay, chẳng lẽ tụi em mà im lặng nè cô chú? Mà mỗi lần lên là bắt đầu cái ông này ông nói những anh em YouTube là cái mỏ hổn, không có văn hóa, không có học. Ủa làm YouTube mà sao mà buông ra những cái lời nói không có văn hóa thì làm sao mà đăng lên được cái kênh YouTube cô chú? Mà cái ông này ông nói rằng là không có ăn học. Ủa anh đạo diễn này ăn học dữ chưa, ăn học làm đạo diễn, hiện tại bây giờ anh có làm đạo diễn nữa hay không, hay cũng chỉ là một người YouTuber đi lên nói xấu chị Loan và chị Ni để kiếm like kiếm view, chứ cũng đâu có tốt lành gì đâu cô chú anh chị. Mà bài đặt nói ra là mình dù sao cũng là một đạo diễn, đúng rồi, đạo diễn hết thời, với lại là đạo diễn quay xe, rồi bây giờ là học theo là cái anh Thám Tư Lùng đó, là lên nói những cái lời nói không đúng sự thật, xúc phạm đến người ta cô chú. Đó, anh nói như vậy cô chú anh chị, là có thể chị Ni và chị Loan là sẽ là cho anh này là ăn đơn nha cô chú, chứ đâu phải là cái chuyện bình thường đâu, mình vu khống người ta mà cô chú anh chị. Đó cô chú ơi, thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đã là về miền Tây núi Sam Châu Đốc nha cô chú, cùng với chị Ba Bình Tinh, rồi anh Linh Tý nè và anh Sang. Thì cũng buổi tối ngày hôm nay là sẽ có xuất diễn tại núi Sam Châu Đốc nha cô chú. Thì em cũng rất là bức xúc về cái anh đạo diễn hết thời này. Anh nói rằng là hiện tại bây giờ trước nhà chị Loan không còn ai. Ủa sao không còn cô chú? Đó thì bây giờ em cũng đứng em quay em chia sẻ nè, rồi để em đăng cái video này lên để cho cái anh đạo diễn hết thời này anh xem được á, rồi anh lên anh nói lại. Đó chứ đừng có nói rằng là trước nhà chị Loan không còn ai. Sao không còn ai? Nếu không còn thì anh lên anh chửi chị Loan và chị Ni hả? Đó cô chú ơi, thì buổi sáng ngày hôm nay là em cũng xin phép là chia sẻ cái câu chuyện của cái anh đạo diễn hết thời này, được gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết về cái bản mặt của cái anh đạo diễn hết thời này nha cô chú. Dạ tôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.